City họ lựa chọn luôn cho mình Light Stealer, một con hoàn toàn có thể đi lên được cái Bát Rider với cái Ray của mình. Ray một cái là giải dầu xong, tiếp tục vào cũng rất khó để mà bát tiếp cận được. Light Stealer thì nó có slow, Ray hút máu đi lên tương đối ổn. Bây giờ sẽ là những lựa chọn khá là quan trọng từ phía LGD. Hai bích cuối thì bây giờ họ có một con bát upland, một Ben và một Tiny. Tiny nếu như vậy thì kèo này nhiều khi là đẩy Tiny farm carry, còn nếu đẩy ra mid thì bên phía Complex City họ vẫn chưa lộ hero đi mid cho mình. Chỉ đang là bộ đôi sập Witch Doctor, Slada cộng thêm cả Light Stealer đang tận dụng cái việc trừ giáp ra của Slada, bích những hero đi ra phi sạch tốt, và đó là Sven từ phía của LGD. Mỗi lần nhìn thấy kèo mà có Sven với lại NB mình lại nhớ tới mấy con mỗi lần coi bị tiếp mà thấy Sven xong rồi thấy NB lúc nào cũng thấy Sven stay in the tree chụp lại, xong Sven rất là đù, không làm gì được hết nếu mà mất Blink. Và thậm chí là Blink bây giờ còn tăng thời gian cooldown nữa, hình như là lên 18 đúng không ta, từ 12 lên 18 hay 16 gì đó. BL Complexity cũng đã bị ban nốt con này rồi. Nếu mà ban BL không lẽ lại đẩy nó về ra mid, họ đang hướng tới hero nào ở vị trí đi mid nhỉ? Ra thì cũng không còn quá nhiều lựa chọn cho họ nữa, khi mà tự thân họ đã ban đi SF, ban đi luôn cả Win of Ben, còn đối phương thì DB cũng bị ban mất. Giờ mid mạnh chỉ còn Storm, Puck. Nếu mà Puck thì mình không nghĩ là Complex City sẽ đánh ở game này. Ngoài ra còn có Razor. Razor cũng là một counter khá tốt vào vị trí của Sven. Giờ cái việc Razor lên hút dam thì Sven sẽ hạn chế được cái quật của Sven, kể cả Tiny cũng. Early game thì Tiny nó sẽ combo, dựa vào combo nhiều, nhưng mà bắt đầu bước vào giai đoạn mid game, late game á, thì khi mà đối phương lên được máu cũng như là những cái item chống lại cái lượng đam phép của Tiny, lên tot các kiểu, thì Tiny nó sẽ bắt đầu lên đồ để mà đấm tay hỗ trợ Sven trong việc tham gia combat và deal đam phi sịch. Nếu như vậy thì Complexity DK có thể là Razor, một trong hai team sẽ lựa chọn Razor ở vị trí đi mid, còn cả Viper nữa. Complex City bây giờ Razor hay Viper đều khá là ngon, đủ tăng, đủ khỏe để mà deal được dam cũng như là đứng đứng để mà đợi được combo Tiny tăng cho team thôi. Và sau đó NB sẽ tự tin hơn trong việc di chuyển vào. Còn nếu như mà bây giờ một mid quá yếu á, kiểu dạng như mà dễ dàng chết trước combo Tiny hoặc là Sven quạt á, thì lại thiếu cái người mà đứng trước combat dụ dụ skill để NB có thể tự tin TP vào, chưa kể là Light Stealer nó đi đi chung với Slada nhiều hơn so với việc Light Stealer. Đi chung Slada thì dĩ nhiên là Light Stealer phải vào sâu, còn những pha gank lẻ thì không nói tới rồi. Thì là Puck thì được bích cho LGD. Ok, đẹp tốt, đẩy lên ngon. Nếu mà lên được gậy xanh thì dĩ nhiên là counter thẳng vào luôn cái Ray của Light Stealer rồi. Puck sẽ là hero đi mid. Như vậy thì họ sẽ thế cầm lấy City bây giờ phải bắt bắt một hero để đấu với lại Puck. Viper hoàn toàn có khả năng làm được điều này, thậm chí là cả Razor, hai con này đi mid tương đối khỏe và cũng ít có hero nào đi mid lại với lại Razor và Viper lắm. Viper thì giống như là con đi mid mà mình thấy cảm nhận thấy là sợ Viper nhất, còn đó là Win of Ben. Win of Ben không thể làm gì được con Viper mid cả, Venom luôn trời. Sven cầm cái kiếm bự chảng. Venom Mancer được bích rồi, giờ Complex City họ có một layup có khả năng bút sớm được, sớm thì cực kỳ lợi hại với cái đệ của NB cũng như là cắm rắn ra Venomancer, hưu máu với Doctor, tất cả mọi thứ đều đủ khả năng để họ end được game đấu ngay ở giai đoạn mid game. Trong khi đó thì LGD Gaming những pha combat tổng sẽ là lợi thế dành cho họ, có được Puck, có Sven, Ban, Ru Ngủ, Inti, tất cả mọi thứ của họ đều hướng tới những pha combat nhiều người. Trong khi đó Complex City họ sẽ chủ động né những tình huống combat như vậy để mà đẩy lượng farm cho NB nhiều hơn một chút. Venomancer thì thật ra nó cũng không cần quá nhiều đồ, cái skill của nó là đủ để lợi hại trong combat rồi. Nó chỉ cần lên được cái veo, nếu mà lên theo đường đám phép lên cái veo hoặc là thêm một cái phật táp để tự cứu bản thân mình là đủ. Light Stealer cũng tương tự như vậy, Amleth đi xô xong rồi chui vào người Slada, Slada có Blink thì đi ram lòng vòng.
Contract Jesse để cái tên hay nhỉ. Ok, như vậy thì game đấu đã bắt đầu. Bàn bích đã xong rồi, bây giờ chúng ta cùng điểm qua về đội hình của cả hai team. Thì bên phía Cầm City họ có cho mình Kael cầm Slada, Lim là người cầm Venom Hunter, Jesse Light Stealer, Red Quick Doctor và Mu là người cầm NB. Trong khi đó thì bên LGD họ có cho mình Sven, A, Somers, Tiny, Nova, Ben, FI, Bad Rider và Charlie Park. Nếu mà xe đồ, ok. Vậy là Park sẽ không đi mid mà Park sẽ là hero đánh off lane đội hình của LGD. Trong khi đó Tiny anh sẽ là người đối đầu với con Venom ở mid. Và nếu như để Tiny đối đầu với Venom thì mình không đánh giá cao cái hiệu quả này cho lắm. Nhưng mà Tiny dạng như trước khi mà có đủ được lên đủ được khoảng 2 điểm mà lên rồi mắc tot hoặc là cái gì đó đủ đam để mà kết thúc được Venom thì rất là khổ để mà farm trong cái lane này. Venom nó không cần cắm rắn sớm, nó chỉ cần cộng cho mình cái điểm độc nhiều vào tay với việc Tiny là hero tầm với tầm đánh gần, tuy là có cầm cây lên các kiểu quật xa hơn một chút nhưng mà cái animation đánh của nó rất là chậm, tóc đánh cũng chậm nữa, thì rõ ràng là Venom sẽ harass cực kỳ dữ dội vào Tiny. Nếu như mà Tiny muốn đi xanh lane này buộc lòng là Ben phải đứng luôn ở mid, Ben phải ra hỗ trợ mid cực nhiều. Thì may ra phá rắn phụ, harass phụ vị trí của Venom Hunter. Có slow vào Sven luôn, Sven quay lại stun thẳng vào mặt Slada và lùi về. Là vẫn đang muốn theo dĩ theo, một dặm stun harass thẳng. Trao đổi chiêu thức thôi, thằng cầm đinh bao, thằng cầm đao. Đao Sven rất to, đồ long đao và chém đâu hơn. Ok, như vậy là Ben bỏ lane luôn. Ben đi lên top để bảo kê Sven và để cho Tiny một mình solo ở đây. Tiny một mình solo ở đây thì mình chưa biết được là vị trí của Somers anh phải làm sao. Nhưng mà đối đầu với lại Venom, Venom thậm chí cả Witch Doctor cũng nữa. Witch Doctor lên bún đập cái xong rồi Venom slow cái nhẹ. Rõ ràng rất khó cho Tiny có thể làm gì được. Trong khi đó thì bắt ở lane này còn thêm cả bát nữa thì Mu bị tới 6 chấm dầu rồi. Ui à, đút cái đầu ra bị chấm dầu vô đầu. Rồi rất khó để mà anh có thể tự tin đi lên cao được. Bây giờ rip đẩy lên cao là gần như anh đứng ở dưới, anh đứng đợi luôn. Đẩy đệ vào, cố gắng lôi rip về từ phía của Mu. Đó, rip lên cao thì anh không dám lên nữa. Sẽ đợi, đứng đợi hết chấm dầu mới có thể tự tin đi lên được một chút. Tuy nhiên thì cũng khá là ngại khi mà bát có được level 2, bát có level 2 bắt đầu nó tự tin nó tiếp cận thôi. Rõ ràng là ngoài cái chụp cây ra cũng như là cái TP về thì NB anh cũng khó có lòng mà có chiêu gì mà thoát được sự truy đuổi của Bad Rider. Giữ máu nhiều là cái yếu tố quan trọng nhất của Mu trong cái lane này. Nếu mà giữ máu nhiều thì mỗi lần NB bị Bad Rider nó tiếp cận thì cái TP tự tin TP về thôi. Cũng không có gì đáng quan ngại, cho bắt không có level 6 thì cũng không có cái gì để cancel TP cả. Và Ben hoàn toàn là đang hỗ trợ nhiều Sven ở lên top. Nào và lên ạ, top ngược về. Bây giờ thì Liam anh vẫn còn slow với mình, slow cá nhẹ, cắm cây ra, cắn máu. Nhưng mà quan trọng là Tiny anh vẫn đang muốn dí theo, top gần hồi xong rồi. Tuy nhiên top chỉ là level, với lượng máu này của Venom Hunter thì rất khó để mà Tiny có thể làm gì được. Bắt đầu cầm cây lên, nếu một top một quăng cây vẫn không kết thúc được, chắc chắn là như vậy rồi, phải. Yeah, Liam anh vẫn sẽ sống sót sau một pha mà đi lên hơi cao và để Tiny bắt được. Bây giờ thì Bad Rider di chuyển ra mid, cố gắng do something different mà đang chấm dầu vào, có bay lửa mà việc đi vào khi mà có cả Slada ở đây thì không khác gì là feed cho đối phương mạng phách lít. Tính ra hai anh này đi này lá thích khá là ổn. Tuy nhiên là với những con đệ của NB như vậy thì cũng nên mít đệ tương đối cẩn thận nếu mà không muốn phát lấy được level 6 sớm. Mà có lượng tiền rồi bây giờ hai ba lên rồi sau bum bát bay lửa FI anh có được cái mạng phát lít mạng nằm xuống đó là Venom Hunter. Khi mà Witch Doctor vừa bỏ đi cũng như là Slada đã bỏ chạy mất rồi thì cũng không ai lấy ai cover anh cả. Charlie đang bị dí rất sát ở đây, một đấm phá được cái bình máu rồi, có cho mình silent khá là hay. Nhưng mà tại sao lại không đẩy off trước rồi mới sử dụng fight ship? Ok phải không đẩy off
lại phải ship hơi sớm, nhưng mà đúng vừa rồi khi mà cái Silen vẫn còn pha đó, nếu như tỉnh táo hơn một chút thì bắt hoàn toàn. Khi mà Silen trúng nước Slada rồi thì anh có thể là đẩy ọp ra cái nhẹ, sau đó phải ship thì có thể đi về được, đó là có thể thôi nha. Còn cái chuyện mà chạy về được hay không thì nó khác. Còn nếu mà anh phải ship như vậy thì chắc chắn là chết rồi. Hết phải ship thì làm sao mà có thể đẩy ọp đi khi mà Slada sẵn sàng với stun của mình. Pha phải ship nghĩ là Slada sẽ stun né thì phải. Ben tranh chấp run bounty không thành công, anh phải nằm xuống. Game này bên phía của Complex City họ đang triển khai chiến thuật có vẻ như là khả quan hơn so với game đấu đầu tiên. Game đấu đầu tiên hoàn toàn là việc mà bích cả bích chờ vào vì chỉ nhắm vào cái mục đích duy nhất là counter hay là void thôi, và làm cho họ khá là khó đánh. Ủa 46 hồi nãy đánh dãy gì nhờ? Do Dota hả? Mình không có lịch mình không có lịch đánh 46 nên không biết. Trời đang nhìn. Do Dota lịch à, còn giải kia giải của 23 thì 46 được invite vào trong mà. Chắc là do Dota. Ngoài ra thì đâu còn một loại gì đâu. 496 thì mới đổi layup thôi, Yasi vào, Magical ra. Ra thì nói xuống thì cũng không xuống, nhưng mà mạnh thì cũng không phải là còn quá kinh khủng như lúc trước nữa. Epic Center. Ủa Epic Center kết thúc rồi mà ta. Epic Center mình nhớ là đánh bữa 23 với 27 thì bây giờ nó phải xong rồi chứ nhờ. Bữa 27 thì mình không cát, bữa 23 thì có cát, bữa 23 thì có dòm nguyên một vàng từ Việt Nam bị loại hết. Thằng hai của nó giờ đánh nè, có Avalon vào mặt của Liam, Tot rip theo, nhưng bây giờ lượng máu của Liam đang có TP ra bắt cúp nữa thì khó lòng mà chết. Trong khi đó Slada đang đuổi theo. Bên này thì NBTP vào giết được, kết thúc được cái mạng của Tiny rồi. Slada anh giảm stun nhưng phải ship thành công, cũng bắt cố gắng đấm tay thêm một hit nữa nhưng mà vẫn không đủ để kết thúc được. Và bây giờ là Nova anh phải trả giá khi mà bị dính slow với Venomancer rồi. Làm sao mà chạy, chạy đi đâu con sâu cái gì vậy. Liêm có luôn đớp một kill như mình, nghĩa là con Venom xịt độc thôi mà đang thể hiện sự khó chịu. Epic Center vậy mà vẫn còn đánh á. Vậy là mình nhớ nhầm mà. Nói chung là gần Tết rồi, để mấy ổng nghỉ Tết đi, nghỉ Tết ra xong tính tiếp. Mà thật ra cái tâm lý nghỉ Tết này là cái tâm lý mình ghét nhất luôn á. Làm cái việc gì nó cũng kiểu như là chờ tới Tết rồi thôi, mình tới Tết rồi làm gì nữa mà làm. Mình cũng đang trong cái tâm trạng đó. Nói chung là 46 họ đổi Yasi vào thì mình thấy cũng hay, tại vì Yasi tính ra là một những sập hay nhất ở Việt Nam hiện cái thời điểm hiện nay rồi, sập 5. Có slow vào, bắt anh mất cho mình cái đẩy ọp rồi, hơi thốn rồi. Bây giờ là cố gắng làm tất cả mọi thứ, nhưng mà quan trọng nhất là Liam nó vẫn bắn. Đẩy ọp qua đó lại không biến về. Trong khi đó trên này bây giờ thì NB đang bị truy đuổi vào, cố gắng bấm stick lên, giảm stun là tốt Slada. Tuy nhiên thì Bad Rider nó vẫn bay lửa như vậy thì làm sao mà trốn thoát được. Bad đang cố gắng làm một gì đó nhưng mà anh không làm được. Tot lên vẫn không đủ đau đâu. Trời ơi cái độc, cái lửa của Bad đốt khá tốn. Bơm xăng kịp thả một cái bơm xăng cuối cùng. Bây giờ Somers tuy là bị dính độc sát của Doctor nhưng mà anh vẫn sẽ sống sót thôi, còn bú bình lên xong rồi có thể vào rừng farm nhẹ một cái rồi lùi về regen máu luôn là vừa. Từ mình lên, nếu như mà Epic Center thì nó sẽ đánh trên Fire Seed rồi để mình chết xem. Ủa sao kỳ ta, sao mình không thấy ông nào online luôn. Lọc cọc tung ra, Avalon hỗ trợ ra của Tiny. Tuy nhiên thì đệ của NB vẫn đang dí rất là sát. Bây giờ cái lợi thế của layup mình phía Complex City tuy là chưa
chưa bước vào giai đoạn mid game nhưng mà vẫn đang được thể hiện ra khi mà lượng đâm tay của họ tương đối khỏe, và cái khả năng gọi là cái khả năng khai hero đối phương trong combat khá là tốt, chụp cây rồi slow ra tất cả mọi thứ, lọc cọc tung vào Slara tiếp cận nhưng mà vẫn không đủ mà áp sát được Tiny giảm stun được. Tiny thì vẫn sẵn sàng cho mình cái combo Avalanche, bây giờ mà nhào vào trụ mà bị Tiny Avalanche vào thì rất dễ nằm xuống mà không kịp làm bất cứ chuyện gì cả. Bắt đầu TP ra bích từ phía của NB, đội hình bút khi mà có NB và Venom đang thể hiện cái bản lĩnh của mình, bắt đầu là bút sập những cái trụ một này, trụ mít chắc chắn là sẽ nằm, liệu là bắt có deny được hay không. Deny không thành công rồi, sau khi mà sập trụ mít xong thì có thể là Liam anh sẽ di chuyển lên top để mà tiếp tục bút thôi, cũng chả có gì nhiều lắm. Điểm qua về network hiện tại bên phía Complex City với việc mà họ đang dẫn về lắp hết cũng như là cái việc bút trụ kêu các kiểu thì họ đang dẫn khoảng tầm 3k và ba con họ đang là khá xanh. Lifestealer thì anh được free farm hoàn toàn ở cái lane boss này, không ai quan tâm gì tới anh cả, anh chỉ việc farm thôi và anh quyết định lên luôn cho mình Fury. Thậm chí mà Lifestealer mà cũng muốn lên Fury nữa, what the fuck, bây giờ có vẻ như là ai cũng muốn lên Fury thì phải. Best center thăng 3. Trời ơi, trước mình cứ nghĩ là sẽ chỉ có thăng 2 thôi, thì ra là có cả thăng 3. Thăng 3 đúng rồi, thăng 3 không thấy có net gen. Ok, giờ mình nhầm. 496 thua team gì vậy? Ôi thua cái team gì, tên gì mà la quắc của luôn. Team này thì mình không biết. Gen thì không đánh giải này. Ok fine, có vẻ như là giải này cũng khá là cận Tết rồi. Bây giờ mấy ổng đánh thì chắc là cái vòng sau nó lại rơi ngay vào Tết nên là bỏ luôn vậy. Tại vì Đạt nó phải về quê nữa, Đạt về Bắc cũng phải một tuần. Bây giờ đang có Ray lên, Lifestealer cố gắng slow ra nhưng mà lượng giáp Sven là tương đối to. Lifestealer cào không phải là tấm lắm nhưng mà nó vẫn đang tiếp cận rất gần. Và thậm chí NB cũng sẽ sẵn sàng để TP ra chặn đầu Sven lại. Tuy nhiên thì thấy được Sven leo lên 2 round, không có sai khu vực đó cũng hơi thốn. Và TP của anh cũng đang cao đao. Teleport chứ, mình gọi đúng tên skill. Dire's middle tower is under attack. Lifestealer hả? Lifestealer mình nghĩ là Amlet với Amlet Diso vẫn là ngon nhất. Còn chả hiểu sao Lifestealer lại lên Fury nữa. Sao sao á, tại vì cái khả năng Leerip của Lifestealer nó không nằm ở cái dạng Leerip nhanh hoặc là farm nhanh, mà nó sẽ thuộc cái phạm trù là cái phạm trù của Lifestealer là cái phạm trù gọi là giết hero nhanh hơn, nghĩa là đi chung với lại Slada, đợi Slada có blink cái kiểu chui vào người xong rồi gần như là tất cả mọi hero đều gặp cái combo mà trừ giáp, xong Lifestealer chui ra thì chết chắc. Bây giờ Lifestealer thậm chí nó còn không thèm ra để mà đánh riết mà nó đang ở trong cái xe để mà bắn. Đánh rất hay của Lifestealer, trở về cái thời kỳ mà Lifestealer chui vào đại, chui vào rip rừng, đẩy lên, không còn là một con Lifestealer đi đánh nhau nữa. Còn Black City họ đang thể hiện một chiến thuật gì đó mà mình chưa đoán được. Bây giờ thì fuck, tuy không phải là tuy là rất thọt luôn chứ không phải là xanh. 2-3k network cho một con Park với việc à nhả ra bắt đi up lane. Xong rồi bây giờ mới được có mình dạy gỗ. Tiny thì tuy đã có blink rồi nhưng mà việc mà Tiny đi vào thì nhảy vào ai bây giờ, đối phương hoàn toàn có khả năng bắt cúp cực kỳ tốt. Và với việc chui vào xe là thì cuối cùng anh cũng ăn được cho mình cái chủ với boss. Cool ăn được map này hên suối. Nói chung là Dota tất cả mọi thứ đều hên xui, cấm rắn rất nhiều ở đây mà ăn luôn cái stat ở khu vực Asian của Sven. Rắn cắm ngập đường, nuôi như là một cái nông trại rắn. Trong khi đó thì vị trí của Bass Rider có Running V và đang sẵn sàng mà giết Slada ra thì giết Slada luôn cho rồi. Còn bây giờ muốn focus vào bên Normancer thì nó lại hơi thiếu thiếu một chút gì đó, mình không nghĩ là có thể giết được Venomancer khi mà Slada nó vẫn sẵn sàng backup của nó. Và thậm chí là nó còn cạn hoặc táp nữa, rim coi luôn, lôi tất cả các kiểu. Và cuối cùng thì cũng nút đam chết được một người. Bây giờ đó là vị trí của Mu, TP về. Bị Tiny focus thì TP về thôi, đánh với Tiny thì lên start càng nhiều càng tốt, lên được máu tầm 1k1. Trên 1k2 là chắc chắn không chết. Không nghĩ là lúc đầu là tự nhiên bích bắt xong rồi bích Sven cúi cái kiểu bích bắt vô nó tự nhiên nó cảm thấy lay up nó cứ thiếu thiếu gì đó.
phải đợi bot có được mà linh nữa rồi mới đánh nhau được. Bây giờ tầm này thì mới có một ca mốt tiền thôi, còn phải farm tầm 2 phút 3 2 3 phút nữa thì... cái đó là tình trạng refarm mà anh farm đều tất cả các clan thì anh mới có được mà linh cho mình mà không chết nữa. Trong khi đó thì bot đâu đó cũng sắm sửa được cho mình một linh để mà đón năm mới rồi. À và lên dòng stun khá là tốt Slada, tuy nhiên thì lượng đúc đao của đối phương vẫn là đủ để mà kết thúc mạng của anh. 9-7. Tự nhiên kèo 10 kill bây giờ còn căng hơn là lúc nãy nữa, khi mà Complexity họ chủ động đánh chậm lại và họ đợi cho NB đẩy lane nhiều hơn so với việc là stick lại đánh nhau tiếp. Và phía bên này thậm chí là bắt được luôn cả Witch Doctor. Avalanche top nhẹ nhàng kill lên 3 luôn. Somerset tự nhiên xanh. Và bây giờ anh dư ra được tới tận 1k2 tiền, tuy nhiên là đi qua cái dàn rắn của Venomancer với cái rune hết của mình. Đây đi lên rất muốn giết Venom cho mình thủ này. Trời ơi, slow ra các kẹo tốt ngược về phía bên này luôn, không cho Venom chạy. Avalanche vào bắt Dreamcoin. Vị trí của Light Stealer vẫn đang đứng ở đây. Bad Rider cũng đang di chuyển vào cái bầy lửa của mình. Bad Rider đang bị Light Stealer cào khá là thốn. Tuy nhiên có một pha tốt ngược Bad ra ngoài. Bad vẫn chỉ chết. Ok, Bad thì đang bị đệ block đường. NB vẫn đang muốn dí vào bắt, đẩy up ra phía bên này và di chuyển về thành công. Đây đi, bây giờ Avalanche tốt lên, Slada cố gắng đấm tay vào, đẩy up vào đủ để mà kết thúc được cái mạng rồi. Khi mà tốt lên thì cái bò rút đam tương đối là lớn. Một pha đẩy up vào, mu TP hơi lỗi nha. Nova anh khá là, sao nhờ, gọi là Nova tình huống đó biết được là NB TP luôn nhưng mà anh lại hơi chần chừ. Nó tình huống nó nhanh hơn một chút thì hoàn toàn có thể ngủ lại được NB. Tuy là cái Nightmare này thì mới chỉ là cộng level 1 thôi. Cái cách răng, cái tầm cách răng của nó tương đối là ngắn. Với cái khoảng cách gần như vậy vừa lúc NB TP thì hoàn toàn có thể đi lên luôn. NB TP lộ sai. Và đó NB là lỗi. Quyết định lên theo đường Tiny thực chiến, sau bờ linh thì anh Soros cũng lên cho mình, đó là kiếm chéo. Với một cái kiếm chéo thì Tiny nó sẽ tăng được cho mình lượng Agi, tốc đánh, tốc chạy, tất cả mọi thứ. Thêm nữa là có Start và Strength thì Tiny bình thường nó đã trâu sẵn rồi, nhưng mà cộng anh Ti lên thì nó tăng giáp, cũng như là có cho mình cái Status Resistance, một cái hero. Nói chung là không phải một trong những nữa mà đây là hero mà có Status Resistance cao nhất game luôn. Nhưng mà anh Ti có thì nó còn cả là một hero strength nữa. Cho nên là cái lượng những cái lượng skill mà như stun, slada hoặc là trừ giáp các kiểu, tất cả mọi thứ nó sẽ rất là nhanh hết. Van Fury node. Ok fine. Everyone now build Fury. Con kết khá là thốn. Có trừ giáp vào, có cấm cọc ra với Doctor và mạng của Bad lên bảng mà không cần phải hỏi cái gì cả. Venomancer mới quyết định là mới đầu thì lên hơn gần Pride, kiểu muốn lên cho mình đó là dạng deal đâm tay mà cảm thấy là combo của tay đi quá thốn thì anh chuyển lên hút để mà né cái lượng đam phép của đối phương. Combo Tiny fuck tất cả các kiểu, từ đầu thì lên veo xong rồi lên hút đứng làm tăng xong rồi sẽ tinh ti, có vẻ như là đã thuận lợi hơn nhiều rồi. Tiny lên Fury luôn cho đủ bọn anh ơi, anh cần gì mà phải cầm cây cầm Fury lên vật quật. Mình đùa thôi á, cái đó là chỉ là nói đùa thôi. Mà bây giờ đang là một pha smoke từ phía các thành viên LGD. Phía rừng này đang farm, đó là Light Stealer, đó là Slada. Khả năng bắt được Light Stealer là có, khi mà bắt Rider có mình cái chói. Ray lên rồi nè, kéo luôn thành công. Chưa Ray, thật ra là Ray bây giờ mới hồi xong. Có sai lên lại được, nút đam ra Nova có một pha vũ lại. Mà quan trọng nhất Slada vẫn đang đứng ở đây. Có vẻ như một pha smoke hơi lỗi, họ không kích liễu được cái mạng của Light Stealer mà phải bỏ cái mạng spot mình lại, tốn một pha smoke không thành công. Sạch anti hụt, pha đó sạch anti hụt chắc chắn luôn. Ok fine, pha sạch anti hụt của Venomancer bây giờ thì... À không, sạch anti vẫn trúng. Đây, Boy Nora, sạch anti vẫn trúng, sorry. Nhưng mà sạch pha đó làm gì nhờ, đừng ra server nó tương đối là trâu. Không slow được với skill 1 thì hơi khó để giết nó, pha đó sạch anti trúng nhưng mà skill 1 thì hụt. Mm.
bắt bây giờ cuối cùng sau thời gian dài chờ đợi, khi là có Blink rồi mà bạn bị Slayer chắc ở đây, nó đang sẵn sàng để mà đi vào, mà Lightstealer đang mang mạng đẻ đâu nó trong người, và bây giờ nó sẽ là bắt đẩy ọp về để mà lùi về luôn. Ba thành viên bên phía Complex City đang đứng ở khu vực này, trong khi đó thì lượng farm của LGD họ đang cố gắng tạo cái khoảng trống cho Tiny đẩy lên, và Sven lấy cái khoảng trống đó để mà farm rừng rồi farm lên tất cả các kiểu, đẩy lên là tương đối tốt với hai hero khả năng đánh lan và Lyrip tốt. Và bây giờ họ sẽ chấp nhận bỏ cái trụ trên top lại để cái thời gian đó mà Tiny đi đẩy lên bot lên cao, cũng như là Sven phải hoàn thành được xong cho mình cái BKB thì mình nghĩ là mới đủ để mà bên phía của LGD họ nhảy vào combat. À có mà, hôm kia mình có cách mà. Có hôm qua thì không thôi. Hôm qua đang tạo ngôi nhà mơ ước. Đứng farm như đúng rồi. Ben sẵn sàng với anti của mình. Bắt đầu là Sven di chuyển vào. Có upset, có am lên, top lên, tiếp tục stun vào. Lightstealer anh làm tất cả mọi thứ mà anh vẫn bất tỉnh nhân sự trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ nó là chém tiếp theo. Bất thậm chí là Rimcoin dưỡng chân được cả cái đống tờ ở đây. Avalon chưa hồi xong nhưng mà... Ok fine. Quýt Doctor đã chết, cancel TP và cái ngủ của Ben. Như vậy là ba mạng, gan ba mạng hiệu quả, và ngay lập tức là LGD họ lấy lại được cái lợi thế mà họ đánh mất ở giai đoạn early game luôn. Bây giờ thì mạng cũng họ nhưng trước một mạng network thì không còn trên lệnh là bao nhiêu nữa. Tầm này dưới 1k sớm thôi nó sẽ nghiêng về LGD, khi mà hero của họ rõ ràng là có lượng farm và khả năng đẩy lên thì cực kỳ tốt. XP rõ ràng là LGD họ dẫn nốt 6k XP. Sven vẫn đang suy nghĩ kiểu cái kiểu mà để tiền như vậy, nhiều khi Sven đang suy nghĩ là anh có muốn lên Blink như mình hay không. Tuy nhiên thì đối phương cũng khá là khó chịu với lại cái độc sát của Venomancer. Lên Blink nhảy vào xong rồi dính cái độc của Venomancer lại không lấy gì chạy ra được. Nhưng mà nếu tự tin thì có thể lên luôn Blink, ngại gì vết bẩn, mình mạnh mình có quyền. Slada đúng là mỏng như tờ lá lúa luôn. Bây giờ một K4 tiền không có Blink nữa thì cái việc mà Lightstealer chui vào thì nó lại không còn hiệu quả. Lightstealer và Fury nó mới là Mew Meta, Sven Fury thấy nhiều rồi, hồi Dota 1 cũng vậy. Và bây giờ thì Mu anh đang có một pha sử dụng như mình Shadow Blade và truy đuổi theo Batrider. Batrider ngay lập tức là không còn bay lửa nữa. Leo nó có đấm chết được hay không, mình nghĩ là TP về thành công. Chắc chắn là như vậy luôn, thậm chí là Tiny đã di chuyển xuống Avalanche, găng người không được, thậm chí còn bỏ lại cái mạng support của team mình. Các thành viên khác đang di chuyển rất nhanh, cố gắng trói lại được Tiny, nhưng rồi thì Mu anh làm sao chứ khi mà tất cả mọi người đi xuống như vũ bão. Sven anh gồng cho mình đó là skill 3, tăng tốc chạy cho team chạy xuống, và bây giờ là hai mạng nằm xuống. Batrider tình huống vừa rồi vẫn đào tẩu thành công, và cái trụ với boss này sớm thôi, LGD họ ăn nốt luôn rồi. Lên Fury chi cho bây giờ, phải lên thêm cả cái Amlet rồi, tí nữa còn phải build cả đi xô. Bây giờ nhìn thấy Lightstealer nè, Lightstealer không kịp Ray, Ray rất chậm trong tình huống vừa rồi. Bây giờ Ray lên nhưng mà bị Bat nó kéo thì làm sao mà sống, chắc chắn là chết. Venom cố gắng sử dụng cho mình một cái phép màu gì đó, vậy là quyết định là lên Yasha BKB rồi. Như mình đã nói thì việc mà lên Blink thì hơi mạo hiểm, trong khi đó Slada lại chết. Còn cái phái hồi nãy lúc nãy chết thì mình nhấp vô là 1k4 tiền, bây giờ sụp còn 1k3 và không biết chừng nào thì anh mới lên được Blink cho mình. Complex City gặp LGD như là gặp má vậy á, mỗi lần gặp là bị ráp à. Trời ơi lại giết người, bây giờ tự tin đi lên luôn. Khi mà Lightstealer đang trên bảng điểm số và các thành viên khác còn lại còn sống thì hoàn toàn không có khả năng uy hiếp được con Tiny ở thời điểm hiện tại. Đi ra rồi sao nữa, Bat đứng sẵn nè, bay lửa lên cái. Không ai có thể khả năng nào bắt được con Bat. LB, Mu anh vẫn đang đi cắt rip. Giờ bắt đầu mới chịu lên cho mình, đó là Orchid. Nếu mà lúc đầu early game á thì Mu tương đối xanh,
mà anh lại không lên Orchid sớm để mà bắt bắt và bây giờ mới quyết định lên Orchid cho mình. Sau khi mà lên cái HP có phần hơi vô dụng này thì Orchid liệu là có đủ để mà làm gì hay không, khi mà bắt thì đã có ngày lóc rồi, giờ Orchid vô không bắt thì bắt, giờ Orchid ai nhờ. Thật ra thì rất khó để mà anh lựa chọn được. Sven nó có tự mờ, nó tự sai lệnh bản thân còn không sợ nữa, thì thêm cái Orchid thì cũng không ngán gì. Tai đi cũng tương tự như vậy, có thêm cái status resistance, cái thời gian Orchid là không lâu, cộng thêm lượng máu 2k4 của nó thì hoàn toàn rất khó để mà có thể kết liễu được trong một cái thời gian Orchid. Bây giờ thì đi chỉ lên đồi luôn, tuy nhiên là có Sentry của Doctor lùi về thành công, chui vào người Slada để mà đi găng, nhưng mà Slada vẫn chưa có cho mình blink, chỉ hơn thuần là những pha mà đi dạo tìm kiếm một ai đó lại bị upset nhìn thấy, pha chui vào bị upset nhìn thấy và có binh thẳng vào mặt, binh thẳng vào vị trí của Slada luôn. Bây giờ rõ ràng là cái combo Light Stealer và Slada Ram Gun của Cầm Lấy City đã không còn hiệu quả nữa rồi, giờ họ phải đàm tất cả mọi thứ để đép thôi. NB cắt rip, Sven đã có được cho mình BKB. Bây giờ là đủ khỏe. Nếu muốn thì bên phía của LG họ có thể tổ chức một pha và ăn Roshan. Ăn Roshan xong rồi bắt đầu boost nốt những cái trụ hai ngoài này hoặc là đâu đó thẳng boss và di chuyển vào khu vực high round đối phương tạo bất ngờ luôn, đều có thể được. Bắt đầu binh vào Roshan rồi. Bây giờ cái update mới á, nó có một cái mình thấy là khá là hay. Nghĩa là có cái Atlas này, nếu mà bạn chơi á, bạn nhấn đè Atlas cái là nó sẽ hiện xem là team có TP hay không. À, sẽ không còn cái tình trạng mà gọi là kêu TP 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 xong rồi thằng nào trên team bắt đầu nói TP nó cao đao, nhưng mà thật ra TP đúng không cao đao, đơn thuần nó chỉ không muốn TP nó cứu mình thôi. Và bây giờ bật lên xong lôi liêm về này, Smoke bị stun vào, bị silent kìa, Light Stealer đang chui ra nhưng mà mình nghĩ là bất sẽ trốn thoát được, dính anti luôn của Benty làm sao mà chạy. Ok fine, tuy là cái lọc cọc cancel được anti rồi thì làm sao nữa, bốn người nằm xuống ultra kill luôn dành cho Sven trong tình huống vừa rồi, quẹt rất đau. Sau game này thì còn game của Empire với Minitsky. Bây giờ đó là buyback ra Light Stealer Venom, nhưng mà đồng thời hai cái buyback này thì cũng là cơ hội cho bên phía của LCD họ lùi lại và Roshan kết liễu luôn game đấu này. Mấy phát hiện nó dối đúng rồi, kiểu giống vậy nè. Đó, thằng này đó nhìn vô là biết được thằng nào TP cao đao, khỏi nói xạo nữa. Ok, cái bảng hiển thị trên này của Dota là mình thấy một trong những cái bảng mà gọi là sao vậy, mình thích cái kiểu này, tại vì nếu như bạn chung team á thì bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều information ở trên cái dàn status trên nội là trên cái hình hiển thị trên này thôi. Đầu tiên là biết được là ai đang có anti hay không. Cái gì vậy? Cầm Lấy City họ quyết định là di chuyển sớm vào Roshan, nhưng mà quyết định này liệu có hợp lý hay không đây. Nè, nếu mà có chấm xanh là sẽ có anti, còn không á là sẽ không có anti trên người. Cao đao anti đang cao đao hoặc là không đủ mana gì đó nó sẽ hiện ở đây. Rồi tiếp theo á là nếu như mà chết á thì cái dòng đếm số mà nó có cái khung màu vàng á là có buyback, còn nếu mà không có khung màu vàng là không có buyback, mà giờ thậm chí là TP nó sẽ cập nhật trên này luôn. Khá là hay các bạn, nằm nồi cái bảng này không mà bạn biết được rất nhiều thứ. Cho nên là thằng nào mà nhìn bắt đầu nói anti tao cao đao rồi anti cao đao xong á là ba xạo hết, nhìn trên này là biết rồi, có chấm xanh là có anti, không có là không. Ok, ăn Roshan không thành công và bây giờ họ bị mất cái lane mid này. Trong khi đó thì Nova anh ngủ lại được luôn cả vị trí của Light Stealer kìa. Bất còn khá là thấp máu mà anh vẫn sẵn sàng mình gây lóc, lóc bản thân mình lên. Tuy nhiên Ben đã chết, bất tự tin mình lên ly. Nhưng mà quan trọng nhất là mất hai lane rồi, tự dưng rồi giết được ba thằng nhưng mà mất hai lane. Sven vẫn đang quật, anh vẫn còn BKB cho mình. Có kết được, chết được bất. Tuy nhiên Sven bật BKB bây giờ thì hơi thốn rồi. Ok, bất chấp nhận chết, chấp nhận chết. Chết 4 người, chết 5 người, mà quan trọng nhất là họ ăn được hai lane. Vega hai lane này tội gì mà không chết bớt. Ok, không sao cả. LGD họ có một pha cả 5 thành viên nằm xuống, quan trọng nhất là họ vẫn giải quyết được hai cái nhà Billy Barak ở lane mid và lane bot. Bây giờ thì gần như là cơ hội rất khó làm gì cho bên phía Cầm Lấy City họ lật được. Thì đơn thuần di chuyển qua Roshan thì họ ăn rất là chậm. Fuck rồi bát cái kiểu cũng sắp hồi sinh xong. Bài bắt ra. Bài bắt ra thiệt luôn. Ok, bài bắt.
Quái. Tại sao nó vẻ như một pha bài bắt này nó không giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Nó đơn thuần nó chỉ là bài bắt ra để mà chặn rip ở đây thôi à. Ok, một cái đợi cho bát Raider hoặc là Ben hồi sinh xong thì vẫn vậy. Và con Roshan này thì rõ ràng là LGD với việc mất 5 người phải chấp nhận việc là họ sẽ mất cái dịch đầu tiên dành cho bên phía Complex City. Chui vào người Slada, bây giờ Slada đã có Blink. Giờ bắt người sẽ dễ hơn một chút. Life Stealer lên cho mình, đó là xanh ghe mà mình nghĩ sẽ là hướng tới một cái Haven Harvest chứ không phải là kiếm chéo. Haven Harvest thì khá là ngon trong game này, đơn thuần là cứ cắm đánh thẳng vào mặt của Sven thôi, xong rồi đứng cào. Bây giờ cần phải cực kỳ bình tĩnh từ các thành viên LGD. Thật ra thì tuy là họ boost được hai lane đó, họ đang có một lợi thế khá là lớn ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì đội hình đối phương với cái pha mà chết 5 người vừa rồi á, thì đội hình đối phương bắt đầu có đủ đồ để mà tham gia combat rồi. Nghĩa là Sven có được cho mình nó Blink xem nữa, orc kit các cả các kiểu ở đây. Và nếu như trong vài pha throw nhẹ nữa thôi. Trời ơi, giảm stun hài nha. Có cả Blink nhưng một pha mà giảm stun không khác gì một ca mà mình rồi. Bây giờ là một BKB lên, các thành viên khác bên phía LGD họ đã di chuyển vào, kéo được Jesse, anh mất Azir cho mình rồi. Trong khi đó Sven cũng không còn quá nhiều máu nữa. Ok, anh chết. Quan trọng nhất là Slada và vị trí của Lifestealer đã mất cho mình Azir rồi. Tiếp tục là bay bắt ra Slada, nhưng mà bay bắt ra liều di chuyển lên có kịp hay không? Lifestealer vẫn đang quật, yeah, quật chết được tay đi. Ok, fine, vị trí của Sven này không còn cho mình bay bắt. Bắt kia đang bị hoa kết vào, có sử dụng cho mình cái Hurricane Fire dí theo vị trí của bất tử lắp bay thơ mình lên bay ship vẫn có, mình nghĩ có thể về được. Nhưng mà quan trọng nhất là cái độc xác không cho bắt Blink đi được. Và bây giờ thì thậm chí là anh cũng nằm ba mạng, nằm xuống cơm bắt từ phía của Complex City. Ok, Complex City tự dưng họ lại vùng dậy rồi, xong Lifestealer lại không muốn lên để mình Haven Harvest nữa mà anh đang có kiếm chéo. 30 giây của Sven, 40 giây và 50 giây của bất cả ba thành viên này đều không có nhận bài bắt nè. Các bạn thấy nè, cái dòng này nó đen thui thì lùi, nó không có cái dòng vàng ở ngoài là không có bài bắt. Và bây giờ sẽ là boost vào hai round, tự tin khoe cá tính thôi chứ còn đợi gì nữa. Bad Rider và Ben hoàn toàn không phải là hero, hai hero có đủ khả năng để mà tép được hai round. Và LGD họ đang đánh mất chính cái lợi thế của mình gây dựng được ở trong những phút vừa qua. Một lane là ít nhất. Ok, một lane lấy lại được một ít lợi thế. Và các bạn có nhìn thấy cái bảng network bắt đầu nghiêng ngược về cho bên phía của Complex City. Mình đã nói rồi, combat lúc nãy là rất mạo hiểm dành cho LGD. Khi mà bên phía Complex City họ thắng combat và họ đủ được đồ, họ có được agent trên người của Lightstealer. Và Lightstealer là một hero quật vào những hero strength dạng đánh gần như Sven hoặc là Tiny cực kỳ thốn. Giờ thì nhây nữa đi. Rồi Sven đứng một mình luôn. Ok, quật cố gắng kéo được rồi. Bây giờ liệu Lysander có chết hay không? Rồi cuối cùng cũng chết. 87 giây không có bài bắt cho mình. Bây giờ thì tiếp tục là quýt ông tờ hai vả. Sven anh đánh rất tự tin, anh đi vào bật BKB dư đúng rồi và quật chết được hai thành viên của Complex City. Và với việc mà Lysander lên bảng 70 giây không có bài bắt cho mình thì có vẻ như sẽ là bút luôn được Mega Rip dành cho bên phía của LGD hay không đây. Mình nghĩ là hoàn toàn họ hoàn toàn có khả năng làm được điều này. Khi mà không có Lifestealer nữa thì không còn quá nhiều áp lực lên các hero như là Sven hoặc là Tiny. Tiny, Sven có thể tự tin đi vào hai round đối phương. Một mình vị trí của Mu với con NB là không đủ. Ai đó đang lên cho mình, đó là cái búa. Bây giờ thì đó là bay vào Silent được Mu. Tuy nhiên thì cũng nhảy ra luôn. Ai lên búa vậy? Ok, đó là Bad Rider, anh lên cho mình cái Mithril Hammer. Khi mà Mithril Hammer này thì bây giờ cái thời gian cao đau nó được giảm khá là nhiều. 28 giây. Nhà quyết định là không tự tin khoe cá tính, không boost vào lane cuối nữa. Họ không biết được là Lightstealer không hoàn toàn không có bài bắt cho mình. Và bây giờ thời điểm này thì vào hai round mới là cực kỳ nguy hiểm. Lùi lại thôi, Roshan thì còn đỡ cho mình còn khá lâu nữa mới lên, mới ra hồi sinh xong. Bát thì bị cái Nullify giữ lại rồi, khá là khó để chạy. Ồ, bắt Dreamcoin quá hay.
giữ lại được thành viên chủ chốt. Đây làm gì vậy? Đang sợ cái độc sát này, độc sát chết được bắt Raider, cố gắng ngủ lại né một ít đam. Ok. Thì giảm nữa là giảm nhiều, còn gì nữa, giảm nhiều mà cố luôn á. Còn 28 giây, tự nhiên nó trở thành một item lợi hại vào lò. Thật ra bây giờ bắt đầu mình nghĩ là bắt đầu các hero họ sẽ hướng tới việc lên Meteor Armor khi mà cái thả này nó vừa có stun nữa. Bây giờ mà kết hợp được với những dạng skill như là của Magnet ha, hoặc là Darkseer á, mình nghĩ Darkseer lên Meteor Armor có vẻ như là khá là hợp lý để mình nhìn sơ qua về công thức, tại vì cái item này mình không bao giờ lên. Cái công thức của Meteor Armor có được cho mình đó là đủ nè, có strength, có intel, có regen mana, có regen máu. Nói chung là Darkseer, có thể là Darkseer vacuum xong thả Meteor Hammer, vacuum đặt tường thả Meteor Hammer, bắt đầu stun lại đứng trong tường. Trời ơi, nghe nó ghê nè, hoặc đâu đó là mặt nết hoặc những hero. Nhưng mà Naga setup ngủ thả Meteor Hammer, bla bla bla. Khá là nhiều thứ để mà combo được với cái Meteor Hammer này ở giai đoạn thời điểm hiện tại. Tại vì cao đao rất là nhanh, 28 giây thôi. Và cúm đặt tường thả Meteo bật đủ thứ lên, nghe nó ghê nhưng mà thật ra thì thời gian thả thì nó hơi lâu, gồng chắc không được đâu. Hay là Clockwork nè, đúng rồi, Clockwork đóng cốc lại xong rồi thả Meteo Hammer trong cái cốc, bật skill 1 lên là người ta không làm gì được rồi, bắt đầu thả Meteo Hammer trong cốc, nghe cũng ghê. Mà nói chung là nghe nó ghê vậy thôi, nhưng mà phải đợi xem Gosu họ đánh như thế nào mới bắt trước được. Hoặc là mình có thể bắt đầu đi through, cover through, hoặc là làm cái điều sạp linh gì đó trong game. Sáu tháng đúng rồi, nhắc mấy vụ ban 6 tháng mới nhớ. Bây giờ không dám đánh vô game mà kiểu bắt đầu bít bom nữa luôn. Hồi trước lúc mỗi lần mà vô game thằng nào vừa chửi mình một câu là mình bít bom ngay lập tức luôn á. Vừa vô game mà chỉ cần mà nó không cần chửi đâu, mà nó chỉ cần là Butang đi ra mua, hoặc là nó chỉ cần là hai tango núp hoặc cái gì, bất cứ một cái gì mà ảnh hưởng tới tâm trạng của mình là mình bít bom. Bây giờ thì sợ 6 tháng mà cờ lờ luôn. Giảm stun được bất kìa, ô kìa, bất chết rồi. Một pha mà đẩy ọp ra hơi Sida. Bad Rider thì anh sử dụng nhưng mình lên kẹt trong khóc. Và tiếp tục đó là Jesse kéo về. Sorry các bạn, là pha vừa rồi đó là sử dụng cái phần 8 kẹt ngay cái hốc này. Ok, pha kẹt hốc và bây giờ phải bay lửa bỏ chạy. Bắt chết và kéo theo đó là cái gem rớt ra dành cho Slada. Tự dưng game bắt đầu khó. Và đó là bắt phọt táp trước, đáng lẽ là tưởng là kiểu Blink canh phọt táp này nó khác, còn này phọt táp trước kẹt trong hốc. Xong rồi bắt đầu với Blink đi. Cái hốc này bây giờ, ủa cái bản đồ mình, nó sửa lại bản đồ chút hả ta? Hồi trước cái hốc này nó không có cái đá dưới, bây giờ nhìn ở dưới đây có mỏ khoáng thạch. Nhìn giống như là mấy ông nào mà hay đọc chuyện tiên hiệp tàu á. Cái này y chang như là linh thạch, kiểu mấy chuyện tiên hiệp nó có huyền huyễn hả, gọi là huyền nhuyễn, huyền huyễn gì đó, kiểu mà tiên tu tiên cái kiểu á. Ở đầu này là mỏ linh thạch, nhìn rất giống luôn, xung quanh có bọc tường nữa. Và nếu như mà làm như vậy nhiều khi sau này tự nhiên cái này nó sẽ là thay đổi một cái mechanic gì đó trong Dota, chẳng hạn như là mấy cái mỏ này sẽ đứng đây bắt đầu farm tiền từ mỏ được hay không, đó là ước mơ nhảm nhí của mình thôi. Mà bây giờ chúng ta quay trở lại với game đấu. Bắt đầu là Slada lên trước cho mình cái limo kép để mà tự cứu bản thân. Thật ra sau limo kép thì hoàn toàn có thể cố gắng build cho mình một cái lo tết đầu tiên á, là giải sai lệnh của Buck, hoặc đâu đó là cứu Life Stealer khỏi anti của Ben, ngủ của Ben, tất cả kiểu một cái lo tết trong game đấu này hoàn toàn là hợp lý cho một con Slada. À, cái vụ ban 6 tháng hả? Ai mà bị report nhiều quá, bị ban 6 tháng. Cơ chế ban mới.
ai mà không biết là số này bò là nhiêu thì nó không tiết lộ, nhưng mà đại khái là bạn đánh tô xích kiểu như là một chục game mà game nào cũng bị ba debuff thì trước sau vậy bạn cũng được 9-6 tháng ở ngoài đảo thôi, ban không 6 tháng không cho đánh răng và chắc chắn là mồm sẽ bị hôi. Bây giờ đang smoke ra một pha quyết định ăn rất xanh hơi mạo hiểm từ phía các thành viên của LGD, liệu là họ có ăn được cái công này. Slada nhảy vào rồi giảm tin rồi bo kết rồi, nhưng mà bắt có một pha có sinh độc ra của Liam tót lên tất cả các kiểu. Azit đã được Jesse người cầm, bây giờ đó là mất Azit của Jesse. Quan trọng nhất là cái giai đoạn này thì không còn cái combo nữa từ phía các thành viên của LGD. Quan trọng trời ơi, Sven đúng còn rất đau, nhưng mà quay vô Iron Hot Life Stealer là một cái lựa chọn không hoàn toàn không chính xác. Tini anh đã phải bay bắt ra rồi, trong khi đó lượng máu của bắt là không còn nhiều. Liam kép bị dính cái đất, có cho mình bút cái bên hai lên, quay ngược lại vào vị trí của Ben. Ben anh sẽ bị cạp chết rồi, ngay cả Sven cũng đã phải nằm xuống. Tini thì bay bắt ra, nhưng mà bay bắt ra cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Ben cũng đã nằm lại và có vẻ như game này bên phía của Complexity họ có cơ hội rất lớn để lật kèo được. Quyết định ăn rất xa quá mạo hiểm. Liam kép bản thân đi vào hay không đây? Giảm tin được rồi, Tiny đây là cái mạng bay bắt của anh. Tuy nhiên thì cào không đủ. Ok, Tiny vẫn đi được, Tiny có giáp lương, lượng giáp là to 2 cộng 33. Tuy nhiên, tuy là đã bị trừ giáp rồi các bạn thấy. Trời, con này nó lỗi ghê luôn á. Fusion Resist của nó tới 73% lần hả? Status Resist 53%. Ok, tool 4 giây thì còn 2 giây. Đam vô kiểu Fusion Resist tình, nó lại bị trừ giáp rồi. À không, lúc nãy nó đứng chung với cái gồng giáp của Sven. Lúc nãy cái ông giám Sven lên thì nó tới 73%. Còn bình thường Fission Resist 62%. Đam 100 đam thì còn 40 đam. Nói chung là bây giờ game nó không còn dead như trước nữa. Nghĩa là Valve chú trọng hơn vào cái việc á là giúp cho người chơi tiếp cận game dễ hơn. Và Valve cũng kiểu iMod cũng biết được đó là cái chuyện mà thay đổi mechanic là một cái, mình có nhiều đứa bạn lắm, 2-3 đứa lận, nó nghỉ game đơn thuần vì là mấy cái bản update nó đọc nhiều quá, xong rồi nó vô game nó không hiểu gì hết, xong nghỉ chơi qua chơi game khác, đơn thuần là vậy thôi. Thì cái việc mà update nó không phải là liên tục nữa, một không phải là update lớn nữa mà nó sẽ update liên tục, nghĩa là cứ thứ năm 2 tuần á, thứ năm mỗi 2 tuần á thì nó sẽ có một update nhỏ, rồi xong rồi khi mà vào game bạn beat hero đó nó sẽ có một cái dấu chấm than. Cái dấu chấm than nó sẽ hiện là cái hero đó ở bản này đã sửa cái gì. Nó khá là hay ở chỗ đó, cho nên là cũng dễ tiếp cận hơn. Chưa kể là cái này, cái link này nè, nó còn ghi thẳng cái bật đát ra đây, rồi chaining lách hít. Nói chung là sẽ hoàn thiện dần dần cái hệ thống mà gọi là tutorial, hệ thống tập luyện cho người chơi, cũng như là hiển thị làm sao mà cái update nó dễ tới mắt người dùng nhất để họ tiếp cận được beta dễ nhất. Rồi thêm cả cái về cái phần profile nữa, cái profile này nó sửa lại thì rồi hiện lên coi đó, tương đối là đẹp, có ảnh các kiểu rồi show hero show set nó cũng dễ hơn, nghĩa là nhấn vào profile là set đồ nào đẹp nhất là sẽ được khoe ra rồi, chú trọng hơn mấy việc đó là khá là hay. Bây giờ thì Buck đang đứng ở đây, Slada lên một kép giảm stun được Buck kìa, trừ giáp ra Light Slow, wow chết được Buck rồi, cố gắng stun backup của Sven nhưng mà không thành công. Ok, bây giờ là tiếp tục truy đuổi. Bad có kéo được vị trí của Light Stealer và quan trọng nhất là cái Dulifier nó khóa được cái BKB của Sven. Bây giờ Sven chết luôn, bắt buộc lòng phải bay bắt ra. 110 giây không có bay bắt của Sven. Slada giảm tin được không đây? Giảm được rồi, vậy thì Ben phải ở lại thôi chứ còn trời trời nữa. Chỉ còn mỗi bên Tiny và bắt thôi, liệu là bên phía của LGD họ có làm gì nữa mà câu kéo lại được cái công NB. Tốc độ đẩy lên của nó là cực kỳ nhanh, thậm chí là không cần đẩy lên luôn, quyết định là đi ra mid và bút thẳng. Ok, đi đẩy lên đi anh ơi. Đúng rồi đó, vô game tự nhiên là vô game chỉ cần beat hero là bạn sẽ có được thông tin là hero nó được update cái gì, nó hay vậy. Chứ là update nó không quá nhiều, nó đọc nổi mỗi mắt. Cũng được, bút thẳng rồi. Ok, quyết định là không bút lên top và đang bút thẳng, khi mà còn tới 60 giây nữa thì Ren mới ra, liệu là có do something different được hay không đây. Bin vào, thấy được bắt Orchid Nullifier, mà Nullifier trước Orchid sau thì hợp lý hơn nhỉ. Bắt lên, giết được Slada ngay lập tức là bài bắt ra để đánh nhau luôn. Bắt đang bị dính cái hình hai hơi thốn, Quýt Ốc Tờ đang chi đuổi vào. Bây giờ thì bắt có ở đây, tuy nhiên là Ray lên và cào nhà, nhà đang tụt máu không phanh. Có, trời ơi, cancel luôn. Cancel mà lên cố gắng đi ra chói, chói được rồi. Điều quan trọng nhất là mình chắc chắn là nhà sẽ sập thôi. Làm sao để nhà không sập?
Ok, một đều dành cho thành viên của Empire. À, thành viên của Alexity.